Em lại chào bác nha. Bây giờ là 14:42 thứ ba ngày 23 tháng 5. Đấy, dở ra đấy cho đọc cho nó chính xác ngày tháng. Thực ra là không phải là như vậy, mà em đứng đây quay để cho mọi người xem là cái giàn nan của em ấy đến tầm này là nó đã gần như là hết nắng rồi. Nên là cái giàn của em nếu như mà muốn nuôi được cái cây mà nó béo mập thì là hơi khó. Nhưng mà trong cái quá trình chăm sóc thì mọi người để ý nhé, năm vừa rồi những cây bạch tuyết em nuôi khi năm nhất ấy, bằng ngón tay cái này là vẫn được. Như vậy là ok rồi. Rồi trở lại cái công trình ngày hôm nay này. Em đang đứng ở cuối giàn này mọi người này. Gió lắm. Được cái hôm nay rất là nhiều gió. Và giàn của em ấy thì những cái cây ở đây nó ăn nắng trực tiếp này mọi người. Để ăn nắng trực tiếp. Lá nó cháy ấy. Cháy lá nó ăn nắng trực tiếp lên cái cây mọi người nhìn đây. Lên phát nó lên nó đâu nó to nó mập thân đến đấy. Đấy, nó hay ở cái chỗ việc là cây mà được ăn nắng căng ấy là nó lên là đến đâu nó mập thân đến đấy. Đây, mọi người nhìn những cây lên đâu nó mập đến ngay. Còn những cái cây mà nó không ăn nắng này. Đây mọi người nhìn này, đốt nó cứ dài thòn ra như này này, à, nó không có mập. Đấy, nên cái việc là cái cây mà nó được ăn nắng ấy là nó rất là quan trọng nhá. Đấy là em chỉ cho mọi người biết là tại sao mà lúc nào trong các cái video của cuối năm ấy, mà em hướng dẫn mọi người là phải chăm cái cây là tại sao mà để mà được cái cây nó to bằng ngón tay cái ấy, thì là nó phải được ăn nắng. Đây mọi người quan sát ở đây em có một cái chậu. Chậu này chậu sen hồng Hàm Yên. Cái chậu này thì em mới có sưu tầm về thôi. Mọi người nhìn thân cũng rất là bé, nó chỉ bằng ngón tay thôi. Mà cái chậu này là rất là nhiều năm rồi. Đây mọi người nhìn cái bộ thân già của nó này. Nhưng mà cái cây nó không được mập. Nó không bằng cái cây ở bên trên kia của em kia năm thứ nhất. Nó còn mập hơn cây này. Để tí em cho mọi người xem. Đây giờ ngón tay này nhỏ hơn ngón tay rất nhiều này. Đây, ngón tay trỏ nhá. Đây bằng ngón tay út. Đấy, chỉ bằng ngón tay út thôi em thôi. Mà chậu thì rất là nhiều năm. Đấy là cái đầu video này em nói chuyện qua với mọi người về cái cách là chăm cây để làm sao mà cuối năm để cho nó to bằng ngón tay cái đấy. Là bác nào tinh ý là sẽ hiểu luôn rồi đấy. Thì mọi người nhìn vào những cái mầm gốc ở đây này, nó cứ đuổi đều đuổi này. À, nó rớt là cái cây người ta nuôi nó mát nên nó như vậy. Rồi bây giờ là về công việc của mình đã nhá. Em ngồi đây một chút. Công việc là ngày hôm nay là mình sẽ phải đi thay giá thể cho cái chậu lan này. Nó đã bị lấm trắng hết đây này mọi người này. Bị lấm giá thể, lấm trắng giá thể. Và em cũng muốn là cho nó vào cái chậu đẹp để mình chăm sóc. Với trường hợp như này, nếu như mà mình thay một cách bình thường, phổ thông như em hướng dẫn cô chú anh chị ấy, thì cái chậu lan này nó sẽ rất là khó bình phục, khó bình khục. Tại vì sao? Tại vì đây mọi người nhìn đây này. Đấy. Đây này. Đây người ta kích thuốc. Cái lỗ họ khoan tiêm rất là to như thế này. Thì các bác hình dung là nó vào thân lá này bao nhiêu là thuốc. Đây em đang đeo mấy cái key. Nó rất là nhiều thuốc. Mà trong khi đó cái chậu lan này nó bị lấm giá thể rồi. Mà cái hai là mình lại muốn nó vào một cái chậu đẹp. Mà đợi cái mầm gốc này nó ra rễ thì lâu lắm. Mà bây giờ mình thay ấy, mình thay không khéo ấy, thì những cái trên thân này, kỳ trên thân này sau này nó sẽ rất là khó có thể là phát triển được. Thế hôm nay em lại đưa đến cho mọi người cái phương án thay cho những cái chậu này để các bác có thể là hình dung. Tại vì vấn đề mấu chốt ở trong cái trường hợp này là chậu lan nó đang bị lấm trắng giá thể. Thì cái cách thay ấy thì nó cũng gần giống như những cái cách kia thôi, nhưng mà nó khác một chút về cái vấn đề này. Đó là mình sử dụng cái Hùng Nguyễn này để xử lý vấn đề lấm trắng giá thể.
các bác dùng khoảng 5cc trên 1 lít nước, sau đó là cho chậu lan vào ngâm. Mọi người có thể cho nha đam thêm vào cũng được và không cho cũng được. Hôm nay em vẫn cho thêm nha đam và không cho B1, cho Hùng Nguyễn nhé. 5cc 1 lít nước thì em sẽ áng vào cái chậu này để mình đỡ tốn mà. Nó đến đây thì nó đong nước vào xem khoảng bao nhiêu. Hai lít này. Bốn lít. Tầm 5 lít nước. 5 lít nước thì là ngập cái chậu này. Cái Hùng Nguyễn ấy nó vừa kháng khuẩn vừa xử lý lấm trong cái giá thể này. Để sau khi mình thay ấy, mình sẽ phải thường xuyên là sử dụng cái Hùng Nguyễn này. Cái Hùng Nguyễn này để mình tưới để cho nó xử lý lấm ở trong giá thể nhá. Thì 5 lít nước này em sẽ sử dụng là 25cc. Cái Hùng Nguyễn này, dùng cái Hùng Nguyễn này hơi bị tốn. Dùng pha này nó hơi bị tốn này, 12 này. Đây. Nghiêng đi để cho các cụ xem. Ý dồi, một lọ này vừa đẹp này. Ôi, lọ này không đủ đâu mọi người ạ. Lọ này chúng thế được ít thế nhỉ. 5525. Cái này thêm được 1cc nữa mới được 13cc. Thôi hôm nay hết rồi thì dùng tạm 13cc thôi. 13cc Hùng Nguyễn thôi dùng tạm nhá. Còn đâu ngày mai mình sẽ phải phun tiếp. Và em sử dụng thêm nha đam. Nha đam thì dùng 10cc, 5 lít nước mà vẫn dùng 10cc. Nha đam, rồi nha đam ấy 2cc trên 1 lít nước. Video đợt này em làm nó sẽ hơi nằng nhằng, hơi dài dòng, nên cụ nào mà xem video bảo em câu giờ thì không xem được đâu. Tại vì rất nhiều bác yêu cầu em là làm video nó dài một chút để xem cho nó đã. Tại vì em làm video tầm 10 phút nhiều người xem không thích. Vấn đề nó làm chỗ đấy. Rồi sau khi mà mọi người làm xong như vậy thì ngoái đều lên nhá. Cái này cái nước Hùng Nguyễn này sau khi mình ngâm này xong ấy, ngâm với chậu lan xong ấy, là mình sẽ giữ lại nhá. Giữ lại để mai phun vào cái chậu này tiếp để cho nó đỡ tốn. Thì mọi người ngâm như vậy trong vòng khoảng 1 giờ đồng hồ, lúc đó là mình sẽ tiến hành là làm các bước tiếp theo. Thì tại sao mà em lại ngâm với Hùng Nguyễn mà không chịu bóc hết cái vỏ thông ra khỏi những cái rễ, để cái vỏ thông đấy nó đã bị lấm rồi, đúng không? Các bác sẽ có một cái thắc mắc là như vậy. Thì tại vì em cũng đã giải thích lôm la cho mọi người là tại vì cái mầm gốc kia nó chưa có ra rễ này, và cái thai này người ta kích rất là nhiều vết kích ở trên thân này. Nếu như mà mình mà làm tổn thương bộ rễ quá nhiều ấy, thì sau này cái những cái đoạn thân này nó không đủ cung cấp dinh dưỡng cho những cái mầm gốc này và những cái ki nó mới mọc, nên bắt buộc là mình phải giữ lại những bộ rễ đấy và giữ lại những cái vỏ thông mà đã bị lấm đấy. Thì mình xử lý như vậy thì nó sẽ hết lấm thôi. Hoặc là mọi người xử lý như này xong rồi ấy, thì ngày mai khi mình thay chậu xong rồi, ngày mai mình có thể là ngâm lại cho nó một lần cái Ben Cola, tỷ lệ là 2cc trên 1 lít nước, là nó triệt để vấn đề là xử lý nấm. Thì sau khi mình ngâm như này thì một tiếng sau em sẽ gặp lại mọi người trong cái video này nhé. Đây là cây sen hồng Hàm Yên nhà em này mọi người này. Đấy, kỳ năm thứ nhất mọi người, to bằng ngón tay trỏ của em, tức là to hơn cả cái chậu kia rồi. Tức là ở đây này, em nói ý ở đây là cái cây nếu như mà được ăn nắng ấy thì nó sẽ rất là tốt và nó rất là mập và béo thân, cây sẽ rất đanh, lá nó sẽ vai ngang như thế này.
các bác để ý cái cây lúc đấy em cho mọi người xem video này, cái lá cây nó quặp xuống như này đúng không, tí nữa em thay chậu thì mọi người nhìn thấy cái lá nó quặp xuống này, và mọi người nhìn thấy cái lá mầm gốc nó vạch như trời như này, thì sau này lá nó sẽ vai ngang, nó giống như cây su đà bắc đấy, nên là cây mà được ăn nắng thì nó sẽ rất chắc và khỏe nha mọi người nhá. Còn một số bác sẽ tò mò vì chưa biết đến cây sen hồng Hàm Yên, thì ở đây là cái lụ hoa của cây sen hồng Hàm Yên này. Đấy, cái lụ của nó giống như một bông sen, thế nên là gọi là sen hồng Hàm Yên đấy. Đấy mọi người nhìn chưa, bông của nó là bông sen bầu cánh sáp rất là đẹp. Đây là một phút gọi là thư giãn về cây sen hồng Hàm Yên. Vậy là em đã ngâm được 1 tiếng đồng hồ rồi. Các bác có thể là ngâm lâu hơn chút cũng được, không sao cả đâu. Tại vì cái giá thể này nó hơi khô, tùy trường hợp để mình ngâm thôi. Mọi người có thể để ý bữa cái hùng nguyễn nó là nước màu xanh, cái rêu nó thôi ra thành màu vàng, nó bị lấm đấy. Rồi bây giờ mình sẽ lựa, để mình đập cái chậu này ra nhé mọi người nhé. Em sẽ phải đập cái chậu này ra, sau đó là mình đập nó ra. Đấy, lấm hết rồi. Cái này mình không không xử lý thì cái rễ cây này của mình nó cũng hỏng hết, bắt buộc mình vẫn phải xử lý. Gặp trường hợp như này mọi người nên xử lý đi, không thể nào giữ được. Cây người ta nuôi những cái chậu lan nuôi lâu năm thì bao giờ nó cũng có tình trạng như vậy. Xong đấy mọi người chưa, nó lấp hết trắng tinh tinh này. Chắc mai em sẽ phải ngâm lại một lần ben cola nữa. Mình không dám bóc cái dạng vỏ thông ra khỏi cái cây lan, tại vì mình bóc ra như vậy nó rất dễ là sau này nó trột rất là mạnh, nên là bắt buộc mình phải giữ thôi. Trường hợp này hơi khó. Giờ em sẽ để vào đây để xả nước để cho nó sạch sẽ đi nhá. Mọi người nhìn này, ý, nấm nó nhiều thế mà. Cứ để trong chậu này mình xả thôi. Cơ bản là em đã xả được cái giá thể nó khá là sạch rồi. Em đã cố tình là loại bỏ những cái vỏ thông nó bị lấm nhìn nặng quá, nặng quá này em cố tình em cắt bỏ cả rễ. Mình phải chắc chắn là sau này cái chậu lan này nó không bị lấm trở lại, nên là em đã làm cái việc đó. Đây thì quay trở lại cho mọi người xem, cái lá cây nó không được lắng, nó cứ xuôi xuống như này đấy nhá mọi người nhá. Mấy hôm nữa là những cái lá này nó xuôi xuống tất, nếu như mà cây không được ăn nắng. Đấy, để cho các bác dễ hình dung.
Và với những cái rễ nó nhỏ và nó khô như này thì mình sẽ phải lựa chọn là cái giá thể như thế nào để phù hợp cho cái chậu lan này. Thì hẹn các bác là sáng ngày mai mình lại tiếp tục, tại vì bây giờ là em sẽ không có cho giá thể vào đây nữa, mà để nó như vậy cho nó thật là khô ráo. Đến tầm 9 giờ hoặc là 10 giờ ngày mai em mới lại tiếp tục công việc để này cho nó khô các cái vết thương đã, sau đó là mình làm. Các bác có thể là nhấc hẳn ra và treo ngược nó lên cũng được, nhưng ở đây em để ở đầu dàn nó rất là gió, để đây là đầu dàn nó rất là gió nên là nó cũng không cần thiết mình phải treo lên. Đây mọi người quan sát thì cái này em đã để được một ngày tròn, đến ngày hôm nay là đúng một ngày tròn. Cái này là tầm sáng là mình có thể là cho giá thể được vào được rồi, nhưng sáng nay em có việc bận nên là không có nhà, bây giờ mình mới cho vào. Thì cái này mình để khô như vậy thì những cái mà vết thương sau khi mà mình xử lý cái giá thể này nó đã khô lại rồi, thì bây giờ mình cho giá thể vào là mình chăm sóc nó như những cây bình thường được. Đấy, mùa này thì mình làm thay chậu thì nó lại khác với những cái mùa kia là như vậy. Mùa kia các bác muốn an toàn thì cũng làm như này được. Đấy, mỗi một mùa, mỗi một chậu lan mình đều có một cái cách xử lý khác nhau. Và ngày hôm nay thì em chọn cái giá thể ở đây nó là cái vỏ thông của Lào nhá. Một cái size nhỏ này để mình nựa nó vào những cái khe rễ mà lúc nãy mình đã tiến hành là bóc cái giá thể ra. Đấy. Thì tại sao mà cái này em không trộn sơ dừa vào? Tại vì các bác quan sát ở đây này, cái rễ cây nó rất là nhỏ và nó rất là khô. Nếu như mình cho cái sơ dừa vào, trộn thêm vào thì cái bộ rễ này gần như của mình ấy, sau này là nó sẽ thối hết. Đấy, tại vì bản thân cái cây này là cái rễ cây của nó được ăn cái môi trường, cái giá thể là cái vỏ thông mà nó khô thì mình cũng phải theo nó là mình trồng khô. Còn nó là sau này cách tưới, cách chăm thì nó là như nhau thôi, giống như những cây kia thôi. Thì mọi người có thể là lựa để cho cái vỏ thông của mình vào, thì mình cứ bỏ một lượt, sau đó là mình sẽ nhẹ nhàng mình vỗ vào thành chậu và đập vào thành chậu này, thì cái vỏ thông nó sẽ lựa vào những cái khe nhé. Mình không dùng tay mình lén, đừng dùng tay lén là nó hay bị gãy rễ. Vậy là em đã thực hiện cái quá trình là thay chậu cho cái cây lan này xong rồi. Thì cái này các bác sẽ thắc mắc là mình chăm sóc thế nào và có đưa lên trên sạp hoặc là treo lên chậu ngay trên dàn ngay hay không. Thì với cái cách này là em sẽ thực hiện là đưa lên dàn luôn và chăm sóc như một cây bình thường luôn, chứ không cần phải để vào chỗ râm mát hoặc để chỗ lọ chỗ kia. Tại vì bản thân cái cây này là nó bị tổn thương rễ, là những cái rễ ở phía bên ngoài thôi, thì mình đã để khô rồi thì là nó sẽ không bị ảnh hưởng và hề hấn gì cả, và mình sẽ chăm sóc bình thường thôi. Rồi bây giờ là mình trồng xong là đưa lên sạp, như hình ảnh mọi người đây là em đưa lên sạp luôn và tưới nước luôn. Đấy, chăm sóc nó một cách bình thường, không cần phải là quá cầu kỳ với những cái trường hợp mà thay chậu như em đang thực hiện. Ví dụ như các bác thay cái cách nào thì phải tuân thủ theo những cái cách đấy, tại vì sau khi mà các bác để ý em thay chậu đấy thì em không có tiến hành là bóc bỏ cái vỏ thông cũ ở trong chậu lan ra, mà em tiến hành là ngâm và rũ bỏ những cái cặn bã ở trong cái chậu lan và đã xử lý kháng khuẩn và kích rễ lại bằng cái B1. Đấy. Nên là mọi người có thể là tham khảo cái cách mà em thay chậu ở đây. Đấy, chúc các bác chăm lan thành công. Hẹn mọi người cái video lần sau. Cây
em tưới bằng cái vòi này nó rất là mạnh này. Tại sao nó mà cái giàn nan của em ấy nó hay bị thối ngọn là vì ở cái vòi nước này này. Mọi người để ý em tưới ngọn cái vòi nó rất là khỏe. Cái tia nước nó không bị được tơi như những cái vòi mà các bác tưới đâu.